Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 10. 400 công dân Tuyên Quang từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Bước khởi đầu phục hồi lại việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ sau thời gian dài tạm dừng do dịch COVID-19. Sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường giúp nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông sản và mang lại kinh tế cho người dân. Mỹ tiếp nhận du khách quốc tế tiêm kết hợp vaccine COVID-19. Sáng 16 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy tới các huyện, thành phố. Các đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh. Mở đầu hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Châu Văn Lâm đã thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, chủ trương về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Việc tiếp tục đẩy mạnh tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, sửa đổi bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị quý ba, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, các đề án trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tổ chức quán triệt học tập triển khai các nghị quyết đề án, đảm bảo nghiêm túc, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng hơn 7%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng trên 41%, khách du lịch tăng 14%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư công còn chậm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án đạt thấp. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ vẫn còn hạn chế. Trong quý 3, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình kinh tế xã hội, các mục tiêu quan trọng của tỉnh và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đề ra 7 nội dung chủ yếu. Trong đó, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng được ít nhất một mô hình tiêu biểu. Các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở lựa chọn xây dựng mô hình tiêu biểu hoặc đăng ký thực hiện ít nhất một việc làm theo. Các đại biểu cũng đã nghe dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong phát triển công nghiệp, các giải pháp phòng chống dịch trên đàn gia súc, việc phát triển các cây trồng chủ lực và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá tổ chức kiểm tra thực hiện các nghị quyết, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc thực hiện chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Châu Văn Lâm đề nghị các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, cần đánh giá, phân tích sâu sắc, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực cơ quan đơn vị địa phương mình phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nhiệm vụ giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư sớm trình ban hành kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện chuyển trạng thái mới,
giao cho Sở Y tế sớm tham mưu trình cái phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch trong điều kiện mới. Một là nới lỏng việc đi lại, hai là xét nghiệm và ba là cách ly, bốn là tiêm vaccine. Thì đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, nhất là những khó khăn về nguyên liệu, chế biến, lao động, vốn sản xuất và thị trường tiêu thụ, có phương án bù đậy các cái sản phẩm thiếu hụt, giảm so với kế hoạch, đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gắn với giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung dự án trọng điểm, các công trình dự án còn tồn vốn lớn, chậm giải ngân, đẩy nhanh tiến độ quay về chuẩn bị đầu tư các cái công trình năm 2022, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Trước mắt thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, tổ chức các sự kiện, các cái hoạt động để thu hút khách, đảm bảo an toàn phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, khuyến khích người dân trong tỉnh đi du lịch tại các khu điểm du lịch nội tỉnh và tổ chức đón khách du lịch từ bên ngoài theo quy định đảm bảo an toàn. Tập trung các giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách địa phương, chi ngân sách nhà nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng, tập trung vốn tín dụng đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư vốn thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đảm bảo thông thoáng minh bạch và giải quyết nhanh gọn các cái thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục rà soát sắp xếp hệ thống trường lớp học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tiếp tục huy động trẻ đi nhà trẻ, phòng chống an toàn dịch bệnh COVID trong các trường lớp học, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và an toàn phù hợp với tình hình hiện nay, chuẩn bị các điều kiện đón năm mới dương lịch 2022 và chuẩn bị mọi mặt để tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp các ngành tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đề án của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, quy định giao việc đột phá đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Ban Thường vụ các cấp quản lý, đề án nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành việc sắp xếp bố trí, khắc phục tình trạng trưởng thôn không phải là đảng viên trong năm 2021, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ cương kỷ luật trong đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu, khuyến khích tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, khắc phục, sửa chữa, phát hiện và thực hiện kịp thời việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra cách cấp, nhất là những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm giáo dục, gian đe, phòng ngừa vi phạm của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, nhất là nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tại hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết nghị và thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp cận tinh thần nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng để tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các văn bản được triển khai tại hội nghị, đồng chí yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các cấp xây dựng quán triệt, khẩn trương triển khai sát với tình hình thực tiễn để đạt được hiệu quả cao. Chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt cán bộ công chức người lao động nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì mối đoàn kết trong tập thể, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Chúc mừng chị em phụ nữ văn phòng tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đánh giá cao sự cống hiến của chị em phụ nữ trong công việc chuyên môn. Đồng chí đề nghị văn phòng tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ nữ để chị em tiếp tục phát huy hết khả năng, sở trường công tác, làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tin tưởng về sự đoàn kết thống nhất, văn phòng tỉnh ủy nói chung, đội ngũ cán bộ nữ nói riêng sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho 5 cán bộ văn phòng tỉnh ủy Tuyên Quang. Chiều nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham gia hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư. Hội nghị do Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức và được thực hiện trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn. Tại cuộc họp đã triển khai kế hoạch kết nối dữ liệu tiêm chủng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, phục vụ kiểm soát công tác tiêm chủng. Theo kế hoạch, công dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip do Bộ Công an phát hành sẽ được tích hợp thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19. Hệ thống cũng giúp truy vết lộ trình di chuyển của công dân một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất, tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch hiện nay, đưa ra những dự báo về tình hình cũng như chủ động phương án phòng chống dịch. Việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ được cán bộ công an cơ sở thực hiện. Danh sách người được tiêm chủng được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tính xác thực và bảo mật cao nhất cho toàn bộ dữ liệu của người dân. Kế hoạch sẽ được bắt đầu triển khai từ ngày 20 tháng 10. Sau 2 ngày di chuyển bằng tàu hỏa, sáng nay tại ga đường sắt Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đón gần 400 công dân đợt 1 từ một số tỉnh thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh. Đây là số công dân Tuyên Quang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết về Tuyên Quang. Bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, người đang đi khám chữa bệnh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người đi thăm thân nhân, lao động tự do bị mất việc làm. Sau 2 ngày di chuyển từ ga Sài Gòn, đúng 8 giờ sáng nay, đoàn tàu chở gần 400 công dân của tỉnh Tuyên Quang đã về đến ga Phú Thọ. Quá trình đón người dân trở về diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Sở Giao thông Phú Thọ với chức năng nhiệm vụ được giao thì đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh để tổ chức sắp xếp lực lượng đưa đón và tổ chức công tác phòng chống dịch theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Để thực hiện việc đón công dân Tuyên Quang trở về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ chi phí như di chuyển từ ga Sài Gòn về Phú Thọ và từ tỉnh Phú Thọ về khu cách ly tập trung tại các huyện thành phố. Tỉnh Tuyên Quang đã chuẩn bị 23 xe ô tô để chở người và phương tiện hành lý của người dân về địa phương. Đồng thời bố trí xe cấp cứu cùng nhân viên y tế chăm sóc, theo dõi sức khỏe công dân trong quá trình di chuyển về các địa điểm cách ly tập trung. Qua công tác phối hợp giữa hai tỉnh, tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Phú Thọ, giữa các ngành Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác phối hợp rất là chặt chẽ để đảm bảo làm sao mà vừa đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân nhưng mà đảm bảo công tác phòng chống bệnh dịch COVID-19. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh thành phố phía Nam diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của người dân. Trong đó có người dân tỉnh Tuyên Quang đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Để góp phần giải quyết khó khăn, ổn định đời sống sinh hoạt cho người dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã thống nhất chủ trương đón người dân Tuyên Quang đang sinh sống làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương theo nguyện vọng. Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh, các huyện thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ việc rà soát, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên đến xây dựng kế hoạch, bố trí lịch trình, phương tiện, cách thức liên lạc, di chuyển đến điểm tập trung. Tổ chức đón công dân chu đáo, chặt chẽ, an toàn và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch trong suốt quá trình thực hiện.
11 giờ 30 phút sáng nay, gần 400 công dân ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh miền Nam có nhu cầu cấp thiết đã về đến địa phận tỉnh Tuyên Quang. Đoàn xe của các huyện thành phố đã đưa công dân của địa phương mình về khu cách ly tập trung trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Huyện Chiêm Hóa là địa phương có đông công dân về đợt này nhất với 113 người. Công tác tiếp nhận các công dân được thực hiện nhanh chóng theo đúng kế hoạch. Kế hoạch đón tiếp nhận công dân của địa phương về đến khu cách ly của huyện Chiêm Hóa được bố trí tại hai điểm thì đã được sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm. Các công dân về địa phương đợt này đều đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR chưa quá 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu đến thời điểm trước khi lên tàu, cùng giấy tờ tùy thân, đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng đường sắt, đường bộ. Đến nay thì đối với tổ điều hành khu cách ly đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt về chuẩn bị về nhu cầu vật chất cấp thiết cho cá nhân. Cùng với việc đảm bảo an toàn đón công dân trở về, thì các điều kiện phòng chống dịch tại những điểm cách ly tập trung được đặc biệt chú trọng. Các công dân sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định. Nhằm đảm bảo cho việc di chuyển của người dân được thuận lợi, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang đã cho phép các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động trở lại. Đây là bước khởi đầu để phục hồi việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ sau thời gian dài tạm dừng do dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên tại bến xe khách Tuyên Quang. Ngay khi nhận được thông tin của Sở Giao thông Vận tải về việc cho phép xe khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động, đơn vị này đã chuẩn bị các điều kiện để phục vụ hành khách đảm bảo an toàn. Lái xe, phụ xe chạy tuyến Tuyên Quang Bắc Ninh của nhà xe đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Mặc dù chưa có nhiều hành khách, nhưng với đơn vị, đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải. Sở Giao thông Tuyên Quang thì cũng đã tạo điều kiện cho các đơn vị được chạy các tuyến. Nếu mà với điều kiện là sở đối lưu đã cho phép, thì tôi thấy là sở Tuyên Quang cũng rất là tạo điều kiện rồi. Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang đã khôi phục thí điểm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ tỉnh Tuyên Quang đi đến các tỉnh, thành phố. Để đảm bảo di chuyển, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ khi lên xe ô tô, thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Cùng với đó, các đơn vị vận tải cũng phải chủ động cập nhật thông tin của tỉnh đối lưu để thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch của Bộ Y tế và từng địa phương nơi đến. Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày hôm nay tại bến xe khách Tuyên Quang, chỉ có 8 xe chạy liên tỉnh, ít hơn 17 lần so với lưu lượng xe khi chưa có dịch. Xe khách này được hoạt động trở lại, thì em cũng thấy khá vui vẻ và cũng thấy một phần may mắn. Bởi vì mình là đã được đến trường để học lại trực tiếp và không còn phải học online nữa và có thể gặp thầy cô, bạn bè. Tuy có rất ít hành khách di chuyển liên tỉnh vào ngày hôm nay tại bến xe Tuyên Quang, nhưng việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động sẽ giúp người dân đi lại dễ dàng, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính đến chiều qua 15 tháng 10 đã có 27 địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh theo hướng dẫn thí điểm tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, 22 tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 chuyến. Số chuyến xe đăng ký là 316 chuyến trên ngày, thực tế hoạt động 66 chuyến trên ngày với 65 xe hoạt động trên ngày. Cùng với đó có 11 sở giao thông vận tải đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về kế hoạch khôi phục lại tuyến, gồm Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương và Hậu Giang. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh, hành khách vẫn cần xét nghiệm khi đi máy bay, tàu, xe khách. Hiện nay các đơn vị chưa công bố cấp độ dịch nên hành khách và các đơn vị vận tải rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào. Nếu ngành giao thông bỏ quy định xét nghiệm với hành khách khi các tỉnh chưa công bố cấp độ dịch thì khách sẽ phải xin xác nhận của xã phường nơi cư trú về tình trạng dịch, như vậy sẽ gây khó khăn cho khách. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang nghiên cứu giải pháp hài hòa đảm bảo quyền lợi của hành khách và quy định phòng chống dịch. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế có bản đồ số phân loại các vùng dịch và cập nhật để người dân biết mình ở vùng dịch nào và doanh nghiệp dễ theo dõi hành khách đi từ đâu.
Chuyển sang thông tin quốc tế. Một trong động thái nhằm khuyến khích khách du lịch tới Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của nước này cho biết, du khách quốc tế tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 do các hãng khác nhau sản xuất vẫn được nhập cảnh vào Mỹ. Một người phát ngôn của CDC Mỹ nêu rõ, mặc dù CDC Mỹ không khuyến khích kết hợp các loại vaccine khác nhau trong quy trình tiêm chủng, song chúng tôi công nhận rằng điều này ngày càng phổ biến tại các quốc gia khác, do đó cần được công nhận trong hồ sơ vaccine. CDC Mỹ đồng thời lưu ý rằng các loại vaccine này phải là các loại vaccine được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép sử dụng. Thông tin nêu trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với những người nước ngoài đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ. Người đến từ hơn 30 quốc gia trong danh sách xanh của Mỹ sẽ được phép nhập cảnh nước này qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8 tháng 11. Mặc dù số ca nhiễm mới COVID-19 tại Singapore vẫn ở mức cao, nhưng nước này tiếp tục kiên định chiến lược sống chung với dịch bệnh đã được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Chính phủ Singapore đã có những điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp với sự biến chuyển của tình hình và từng bước mở cửa biên giới nhằm phục hồi nền kinh tế. Theo quyết định của chính phủ, việc điều trị tại nhà sẽ là mặc định và được áp dụng với tất cả các bệnh nhân COVID-19, ngoại trừ 3 nhóm người là những người từ 50 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine đầy đủ, nhóm người từ 80 tuổi trở lên kể cả những người đã tiêm đầy đủ, và trẻ em từ 4 tuổi trở xuống. Bên cạnh đó, Singapore cũng đơn giản hóa các quy trình thủ tục y tế như không thực hiện quy trình cách ly tập trung đối với những trường hợp tiếp xúc gần với những người mắc COVID-19. Thay vào đó, những người này sẽ được nhận những cảnh báo về những rủi ro sức khỏe và phải tự cách ly, làm xét nghiệm kháng nguyên. Việc xét nghiệm này được thực hiện liên tục trong 7 ngày và họ có thể ra ngoài thực hiện các hoạt động bình thường nếu kết quả âm tính. Ngoài ra, nước này cũng mở rộng diện tiêm chủng vaccine bổ sung đối với lực lượng tuyến đầu và những người từ 30 tuổi trở lên. Việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi sẽ được thực hiện trong đầu năm tới. Ngoài ra, Singapore cũng thúc đẩy mở cửa biên giới với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Chính phủ Anh sẽ nới lỏng quy định hạn chế số lần vận chuyển hàng hóa của tài xế xe tải người nước ngoài. Sự điều chỉnh này nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng trước dịp Giáng sinh. Theo quy định hiện hành, tài xế xe tải là công dân các nước thành viên Liên minh châu Âu EU được thực hiện 2 chuyến nhận và trả hàng trong vòng 7 ngày sau khi đến Anh. Tuy nhiên, quy định mới dự kiến áp dụng trước Giáng sinh cho phép các tài xế EU vận chuyển hàng hóa không giới hạn trong thời gian 2 tuần. Với quy định mới, Anh sẽ có thêm hàng nghìn tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa. Đầu tháng 10, Anh rơi vào tình trạng khủng hoảng nhiên liệu mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hụt khoảng 100.000 tài xế xe tải, dẫn đến gián đoạn hoạt động vận chuyển từ các nhà máy lọc dầu đến các trạm xăng. Ngoài việc tăng số lượng đào tạo lái xe, chính phủ Anh đã triển khai lực lượng quân đội để vận chuyển nhiên liệu nhằm giảm bớt áp lực tại các trạm xăng. Gần 200 nhân viên tàu chở dầu quân sự gồm 100 lái xe sẽ vận chuyển nhiên liệu tới các trạm xăng trên khắp nước Anh trong khuôn khổ chiến dịch Escalin, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng nhiên liệu đang gia tăng tại nước này. Chính phủ Anh cũng dự định cấp visa tạm thời cho 5.000 tài xế nước ngoài. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sản xuất an toàn và thân thiện với môi trường giúp nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông sản trên thị trường và mang lại kinh tế cho người dân. Bộ Y tế yêu cầu cả nước cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất 2 triệu liều vaccine COVID-19. Đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình dự án sản xuất hàng hóa an toàn, chất lượng cao. Thông qua đó giúp nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông sản trên thị trường và mang lại kinh tế cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xã Kim Phú hiện có trên 20 hecta ổi được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây cũng là một trong những địa phương cung cấp số lượng lớn ổi thương phẩm cho thị trường với sản lượng đạt gần 40 tấn một năm. Sau gần 2 năm xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, ổi Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đã có mặt ở nhiều thị trường và được khách hàng ưa chuộng bởi chất lượng. Việc quy hoạch hình thành vùng chuyên canh sản xuất theo hướng hàng hóa và tập trung nâng cao chất lượng loại quả này luôn được địa phương quan tâm. Thương hiệu ổi Kim Phú thì Hội nông dân xã đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân để phát triển ổi với hình thức là phát triển về chất lượng và bảo đảm không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho hội viên nông dân. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.
mỗi địa phương lựa chọn loại cây con phù hợp để tạo ra sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, việc nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ được chú trọng. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 1.700 ha cây trồng được sản xuất theo phương thức Việt Gáp hữu cơ, tổng sản lượng ước đạt trên 21.000 tấn. Cùng với việc hỗ trợ kỹ thuật, vốn cho người dân, các cơ quan chức năng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của địa phương. Đổi mới phương thức sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo tiêu chuẩn, theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sản xuất để đảm bảo các tiêu chuẩn cung ứng thị trường và xuất khẩu. Tăng cường công tác xúc tiến, đồng thời kết nối để tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. So với cách làm thông thường, chăm sóc theo phương pháp hữu cơ Việt Gáp đòi hỏi nhiều công sức hơn nhưng giá bán ổn định và cao hơn từ 10 đến 15%. Sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng mà còn đảm bảo mục tiêu sản xuất bền vững. Với giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền xã Vĩnh Lợi và ý thức vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo của địa phương này đang tiếp tục gặt hái được kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn. Từng là một trong những hộ nghèo của xã, nhà anh Luyện đã tích cực thay đổi nếp nghĩ cách làm để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả và thoát nghèo bền vững. Sau khi được vay 35 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, gia đình anh đã thoát nghèo và có thêm nghề sửa chữa xe máy, tạo thu nhập cho gia đình. Trước đây tôi có được vay nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách, thì đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc. Thì tôi đã về đầu tư vào mua máy móc và các thiết bị, đồ nghề để sửa chữa, rồi tiếp cận các phụ tùng cao cấp chính hãng nhằm phục vụ cái công việc của tôi ngày phát triển hơn. Không chỉ gia đình anh Luyện, ở Vĩnh Lợi đã và đang có nhiều gia đình được vay nguồn vốn chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác để đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Là một địa phương chủ yếu người dân làm nông nghiệp, vì vậy xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để giúp bà con, đặc biệt là hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, có việc làm và thu nhập ổn định. Từ đầu năm đến nay, đã có 17 hộ nghèo trên địa bàn xã được vay vốn với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Có gần 30 hộ là cận nghèo và mới thoát nghèo được vay hơn 1,6 tỷ đồng để sản xuất. Nhờ đó đã giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể. Đầu năm 2021, toàn xã có trên 5% hộ nghèo, thì đến nay đã giảm xuống mức 3,8%, đảm bảo kế hoạch huyện giao. Đây là kết quả bởi sự nỗ lực của cả chính quyền và nhân dân xã giúp thay đổi bộ mặt vùng quê Vĩnh Lợi. Chúng tôi là thường xuyên quan tâm, động viên, khuyến khích người dân là tích cực hăng say trong lao động và sản xuất, đồng thời là cũng có tạo cái điều kiện cho người dân được tiếp cận với lại một số cái chương trình tập huấn để áp dụng chuyển đổi về cơ cấu giống cây trồng. Sự quyết tâm của địa phương và ý thức tự vươn lên của chính những hộ nghèo sẽ mang đến nơi đây một tương lai no ấm và đủ đầy hơn. Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường ngày cuối tuần. Trên 200 hộ dân tổ 2 phường Nghĩa La, thành phố Tuyên Quang đã được hỗ trợ thực hiện chỉnh lý biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sáp nhập đổi tên tổ dân phố. Chỉ mất khoảng 30 phút làm theo hướng dẫn của cán bộ đơn vị, ông Hào ở tổ 2 phường Nghĩa La đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Hôm nay lên đây là vào thứ Bảy, thì chúng tôi thấy là trên cái ban đất làm là hướng dẫn cho rất nhiệt tình và rất chu đáo trong cái việc thay đổi các cái thủ tục. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai xây dựng kế hoạch thực hiện làm điểm, chỉnh lý biến động thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp của hộ gia đình cá nhân do sáp nhập, đổi tên thôn bản tổ dân phố, gia hạn đất ở, đất nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh. Từ tháng 7 đến nay đã tổ chức triển khai 3 đợt làm điểm tại xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa và tại Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. Đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết và trả ngay được gần 300 lượt hồ sơ cho người dân. Việc làm điểm này sẽ được đơn vị tiếp tục triển khai vào ngày nghỉ cuối tuần. Theo kế hoạch thì từ giờ đến cuối năm thì vẫn tiếp tục để triển khai. Thì cố gắng là cứ mỗi một tuần thì chúng tôi làm được từ 1 đến 2 tổ dân phố. Đấy, cố gắng làm như thế để tạo điều kiện giúp cho dân dân.
Thế còn ngoài cái địa bàn thành phố này ra thì cũng còn triển khai thêm một số địa bàn khác trên địa bàn tỉnh. Với những việc làm cụ thể, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đang nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, góp phần giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi làm các thủ tục về lĩnh vực đất đai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 3981 về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 1. Áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ 18 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021 theo quy định tại mục 4 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 kèm theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Giao trách nhiệm các sở, ban ngành cấp tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại văn bản này, kịp thời tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã có văn bản số 3982 về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, hoạt động kiểm soát người vào tỉnh Tuyên Quang, việc duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch, sau đây gọi tắt là chốt kiểm soát dịch, tiếp tục duy trì hoạt động 5 chốt kiểm soát dịch liên ngành của tỉnh. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định tạm dừng hoặc duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch do cấp huyện quyết định thành lập trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Điều kiện khi qua chốt kiểm soát dịch: đối với người đến, lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp, cấp độ 1, vùng xanh và nguy cơ trung bình, cấp độ 2, vùng vàng, thực hiện khai báo y tế, không bắt buộc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối với người đến lưu trú trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao, cấp độ 3, vùng cam và nguy cơ rất cao, cấp độ 4, vùng đỏ, thực hiện khai báo y tế và có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong thời hạn 72 giờ. Trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu triệu chứng lâm sàng, nghi ngờ phải được thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát dịch, kể cả khi đã có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ. Đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định đi qua địa bàn tỉnh, đối với xe của các tỉnh có cấp độ dịch 1-2, có giấy tờ chứng minh theo tuyến đi qua tỉnh và được phép dừng, đỗ, đón trả khách. Đối với các tỉnh có cấp độ dịch 3-4, có giấy tờ chứng minh theo tuyến đi qua tỉnh, thực hiện khai báo y tế, không được phép dừng đỗ, đón trả khách. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến, trở về từ các vùng nguy cơ. Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến lưu trú. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 3, cấp độ 4 và người nhập cảnh bao gồm cả người nước ngoài đến nhập cảnh tại Tuyên Quang làm việc, thực hiện theo văn bản số 8399 ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế. Luôn thực hiện thông điệp 5K nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế theo dõi và xử trí theo quy định. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Đối với người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo.
đối với người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, xác nhận giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Trường hợp đến trở về từ địa phương cấp độ 2 thực hiện theo điểm 2 văn bản số 8318 ngày 3 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế. Luôn thực hiện thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến trở về địa phương. Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến trở về địa phương. Trường hợp đến trở về từ địa phương cấp độ 1, không phải cách ly y tế, thực hiện 5K. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Đối với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác trở về lưu trú tại địa bàn tỉnh, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày tiếp theo, test nhanh hoặc RT-PCR ngày 7, tuân thủ quy định 5K. Các trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp quyết định hình thức cách ly cho phù hợp với thực tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thời gian áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại văn bản này được thực hiện từ 18 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.